hôm nay mình có một ý tưởng rất là hay cùng với Ram Gia Đen nha các bạn. Và ngày hôm nay mình sẽ thực hiện clip, đó chính là thử lướt ván bằng chiếc máy cày này nha các bạn. Thì lần trước bọn mình lướt ván bằng chiếc xe máy 100cc và thực sự là lướt ván bằng cái đó thì nó thực sự nó rất là khó luôn. Và ngày hôm nay mình sẽ thử lướt ván bằng chiếc máy cày nhà mình, xem thử là nó sẽ dễ dàng hơn không. Đây là chiếc máy nhà mình nha. Thì mình cũng ít khi giới thiệu cho các bạn biết về chiếc máy cày của nhà mình lắm. Và các bạn thấy Ram Gia Đen có một cái bộ trang phục rất là style của năm 2020 nha các bạn. Các bạn thấy không? Đúng ngầu luôn. Bao ngầu luôn. Bao ngầu, nhìn bao chất luôn. Và bọn mình đã chuẩn bị cho nó là một tấm ván cũ này. Cái này là cái gì? Tấm ván hôm bữa đó. Tấm ván hôm bữa, cái máng heo á hả? Máng heo của bạn xóm đúng không? Đây, và bọn mình đã chuẩn bị cho nó là một chiếc dây. Cái dây, mà chiếc dây. À, một sợi dây. Sợi dây và chiếc, cái gì á, nói cái gì á. Giờ tao quăng thử, tao quăng. Giờ tao phải đua không? Đua gì? Đua ai quăng cái dây này là móc được cục đá được không? Ôi thưa, móc, được. Ý là sao? Được, giống như là người ta bắt con ngựa. Mày thử mấy quăng coi. Quăng sai nha, thằng nào đua quăng sai không? Rồi, chơi luôn. Sai nha. Tao sợ cái này nó móc lên người. Mày phải tránh xa tao ra nha, đừng coi chừng móc tao nha. Rồi, 1, 2, 3. Rồi, chơi luôn. Mày mày là thuộc dạng gà rồi, hiểu không? Rồi. Rồi, cái đầu ở đó đúng không? Giờ tới tao đúng không? Ok, mức của nó là tới kia đúng không? Tao tới gần thôi mà. Các bạn nhìn style, cho các bạn xem style 2020 của Ram Gia Đen. Úi, nhìn lắc lắc cái đầu y chang cái thằng Thái Lan luôn. Ok, bây giờ tới mình nha. Rồi, bây giờ tới lượt thằng Tế nha mọi người. Tránh xa tao ra nha. Ok. Cái gì? Mất cái kia đúng không? Ừ, nãy tao quăng rồi tới đó thôi á. Ba này, ba được yêu cái này. Đu, dài thế. Người ta sẽ dùng thua. Cái này. Thôi, lần này tao thua. Thì mình giỡn thôi, bây giờ mình sẽ tiến hành clip cho các bạn xem nha. Rồi, giờ cho mình sẽ tiến hành clip. Chúng tôi mình sẽ lướt ván bằng chiếc xe máy cày 1000 cc. Cái gì 1000 cc? 1000 cc. 1 triệu cc. 1 triệu luôn hả? Xe mấy độ à? Ừ, xe mấy độ. À, xem độ ở đâu mà nó độ 1 triệu cc luôn vậy. Đây hả? Cái này là độ lên 1 triệu đây, cc hả? Đây, độ hai cái phân lực của nó. Vãi, không tin được. Bánh này mày mới thay đúng không? Ờ, bánh này mới thay nè. Mới thay, nhiêu? À, tầm nói thì cái số tiền nó lớn quá, các bạn kêu xạo mình nói ít quá, các bạn kêu ủa sao cái bánh này nó rẻ vậy. À, vậy hả? Biết nhiêu không? Bao nhiêu? Tỷ mấy với mấy mà. Ui trời, tỷ mấy. Mua cái máy cày có 30 mấy triệu thôi, nhưng wow, mà thay cái bánh hết là biết bao nhiêu không? Sao? Mấy tỷ mà. Mấy tỷ hả? Mọi người xem cái bánh thôi mà mấy tỷ thôi. Cái bánh không thôi là mấy tỷ. Đây, bây giờ mình sẽ ra đằng sau đây. Và xíu bọn mình sẽ cột vào cái đuôi ở đằng sau đây. Và bọn mình sẽ lướt cho các bạn xem. Đó, ok, nó rất là phê luôn. Cái đường này đúng không? Lướt này, đúng không mọi người? Các bạn còn nhớ cái đường, cái đường này không? Sẽ bắt đầu mình tiến hành, mình đem ra kia mình cột cho các bạn xem. Xe mày dê nó nhanh hơn không? Xe tao hả? Ừ. Xe tao là xíu là không phải đề bình thường đâu. Ừ. Xíu là mày đẩy rồi tao vô số rồi. Ừ. Xe ba cái xe cổ nó vậy. Vậy hả? Ừ. Xe này tôi thọ nó bao lâu rồi? Hả? Bao lâu rồi? Nói thiệt nhưng nói thật thì các bạn không tin rồi. Ừ. Nói quá các bạn kêu xạo. Ờ, vậy thôi khỏi nói đi ha. Ok, giờ cột hả? Ừ, giờ làm dài đúng không? Bữa trước là mình làm tới đâu nhỉ? Bữa trước là mình làm ngắn đúng không? Làm ngắn thôi. Có khoảng vậy thôi ha. Cỡ 2 mét gì đó, 2 mét, 3 mét thôi. Còn có cái dây để mình cầm nữa. Nói chung là đủ đi, đủ tới cái dây cho mình cầm đi. Là cho nó bằng nhau luôn đúng không? Cho nó bằng nhau, được cái dây mình cầm. Ok. Móc, là móc này, móc cái bánh tỷ mấy. Tỷ mấy? Hồi nãy mới nói tỷ một cái bánh. 2 tỷ luôn hả? Một cái bánh 1 tỷ luôn hả? Ôi trời ơi. Lại nói rồi, cái xe 33 triệu thôi mà cái bánh đắt lắm. Đắt dữ vậy? Ừ. Kinh. Ừ. Đầu tiên thấy còn chắc cái bánh sau này nha mọi người này. Bánh trước nó nhỏ mà bánh sau nó to cái chắc phải mấy chục tỷ hả? Bánh sau biết bao nhiêu không? Nhiêu? Mấy chục nghìn luôn trời ơi. Nó quan trọng là cái ở tổng chất các bạn hiểu không? Ôi trời. Nhỏ mà chắc hả?
Ghê em. Như vậy được chưa? Xa hơn xíu đi. Xa hơn xíu thôi. Đây được không? Nè, mọi người xem mình đã cột rồi nha. Đây được chưa? Rồi, chắc tâm này ổn á. Ổn không? Ổn. Sẽ vòng thêm một vòng nữa nha. Rồi, buổi chiều này đẹp cực kỳ. Đi quay clip ở đây bọn mình không có muốn quay tại vì mình muốn ngắm cảnh mọi người ơi. Rất đẹp luôn. Các bạn đang thắc mắc là tại sao bọn mình hay quay clip vào buổi chiều. Làm da đen thì đi làm. Ừ. Mình thể ở nhà thôi. Nhưng mà muốn thật sự clip cho nó hay thì phải cố gắng đầu tư thời gian rất đầu là tư thời gian mệt đó mọi người ơi. Làm ra clip cho các bạn xem. Ok, mình sẽ vòng qua một vòng này. Sao nữa mà cột kỹ vậy, nó không đứt đâu mà. Nó an toàn hiểu không? Ok, an toàn là hết. An toàn là trên hết. Rồi, ok chưa? Vậy là ok chưa? Ừ, giờ mà lướt đi, lướt đi. Giờ đẩy xe đúng không? Đẩy nổ xe đúng không? Ừ, đẩy nổ xe. Dạ ok, giờ chúng mình sẽ tiến hành. Bây giờ bọn mình sẽ tiến hành đề máy và bắt đầu lướt cho các bạn xem. Okay. Mình sẽ không tắt máy nha, tại vì bữa trước mình tắt máy một lần á, xong rồi nó tự nó tắt luôn. Mình thật sự là mình phải nhờ người đi kéo lên, thật sự nó rất là mệt luôn nha các bạn. Thì các bạn thông cảm, tiếng máy cày hơi to nên bọn mình nói to một xíu để cho các bạn nghe. Nói to lên lắm. Ok. To lên. Ok. Các bạn thấy view ở đằng sau thực sự nó rất là đẹp luôn nha các bạn. Hương kia nó còn đã hơn kìa. Đấy. Ờ, điện thoại mình nó hơi noi. Đây, mình sẽ cho các bạn xem. Bây giờ Ram Da Đen sẽ đi ra đằng sau và review cái ván cho các bạn xem nha. Đây nha mọi người. Đây. Ôi, nó to đấy. Đã cột xong nha mọi người. Đây. Mình đã cột lên cái sao này. Rồi cái sợi dây thì mình chơi hai cái sợi dây. Một sợi dây để mình cột ván. Rồi còn một sợi dây để mình có thể giữ nha mọi người. Đây. Thấy mình... an toàn không? Thấy ok không? Thì nếu mà mình sẽ không cần cái dây này, mình chơi hai lần. Ủa, không cần hai dây luôn, không cần dây luôn. Một dây chỉ cần một dây ở dưới kia là giữ thăng bằng như này luôn. Đó. Được không? Được. Được không? Còn là test lần đầu tiên sẽ giữ. À. Chắc không? Giữ này. Ổn không? Tao chạy là tay đua số 1 luôn á. Thôi kệ mày, cũng thức 1 thì tao chấp hết mà. Chấp hết rồi. Ok, bây giờ mình sẽ đi lấy xe nha, còn Ram Da Đen sẽ trượt nha các bạn. Thôi, mình chơi đầu tiên nha mọi người. Rồi, Ram Da Đen sẽ chơi đầu tiên. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đi số nhanh thử nha. Hồi nãy là mình đi số chậm và mình chưa kịp bấm quay cho các bạn xem luôn. Bây giờ Ram Da Đen sẽ cầm phía sau. Ok. Và nó sẽ chừa cho các bạn xem. Ok, chắc không? Chắc chứ. Được không? Rồi, yên tâm đi. Rồi cho mọi người nha. Mình sẽ trượt nha. Số 5 đúng không? Hả? Số 5 số nhanh đúng không? Số 5 á. Xe nhanh nhất số mày đúng không? Đúng rồi. Ok, giờ mình sẽ tiến hành cầm một tay và một cầm một cái cam nha mọi người. Rồi. 2, 1. Vô. Quay đi số rồi. Vô, đi nào. Woo. Rồi, cứ đi nhanh đi không sao đâu. Sướng quá mọi người. Bên này nhiều sói quá. Quá kinh nghiệp luôn chứ. Đã quá mọi người, ngứa cái chân nó sướng kìa. Ok, bây giờ làm một vòng nữa này nhá. Làm một vòng nữa, ok. Ok. Nó ngứa cái chân nó sướng lắm mọi người. Nó cà vô cái tấm ván, nó cà vô cái đất á. Tao tay lấy nhũa mà lại. Sướng lắm á. Wow. Vô, giờ mình sẽ trượt ra lên trên nha mọi người. Ồ, nó đã thật. Cảm giác nó tê tái cái chân, nó sung sướng lắm. Rồi, được rồi. Ok, để trượt một lần nữa nha. Rồi cái thật mình nữa sẽ chỉ mọi người sau. Từ từ. Ok, người mình sẽ trượt nha. Quên đi số lùi. Gì nữa, đi cho lùi hoài ba. Đấy. Let's go. Số nhanh nào, vô. Vô.
Rồi, ok, đi. Rớt rồi. Phê. Phê không? Ok, bây giờ tao sẽ trượt thử nha. Thử đi, mày trượt không cần cầm được không? Phải cầm dây được không? Mày điên đi vậy sao? Nếu mà đi xuống chậm thì được, mà đi xuống nhanh không được đâu. Ừ, đã. Đã, ok. Hôm nay coi như đã thật. Bây giờ mày lái, tao trượt thử nha. Ok. Sau một thời gian mình rớt thật sự nó rất là khó khăn luôn nha bạn. Thấy làm ra đè, rớt một cái một, mình rớt hai lần luôn. Hai lần mình không thể nào mà control được cái hướng mình đi các bạn ơi, chỉ được một đoạn ngắn có khoảng 3 mét. 3 mét là tao thấy tao lướt là ok rồi đó, thấy không? Mẹ tao lướt mấy chục mét luôn mà đúng không? Nó lướt cái 3 vòng luôn các bạn ơi, thật sự nó rất là ghê gớm luôn. Thì ok. Và hy vọng các bạn hãy thích video clip này, nhấn cho mình một nút like và nút subscribe luôn. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều.